Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Tân Hưng phối hợp với các xã thị trấn triển khai tiêm phòng miễn phí vắc cúm gia cầm trên dịch đợt 2 năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, số lượng vắc được tỉnh phân bổ về cho huyện Tân Hưng để triển khai tiêm trong đợt này là 120.000 liều Navet Flu Vắc 2, được biết, đối tượng hỗ trợ vaccine miễn phí là các hộ chăn nuôi ngang, dịch thịt và dịch đẻ thuộc diện tiêm phòng có quy mô tổng đàn từ 2.000 con trở xuống, ưu tiên tiêm đàn nhỏ lẻ. Riêng các đối tượng không được hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí, Quỹ ban nhân dân xã Thị Trấn tổ chức kiểm tra và vận động chủ hộ tự mua vaccine tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí. Nhờ cán bộ thú y thì qua quan tâm chích thuốc ngừa miễn phí cho đàn dịch tôi mùa nay mùa dịch thì mấy ảnh cũng có chích ngừa và miễn phí năm nào cũng vậy năm nay tới mùa rồi mấy ảnh qua chích đó, thì cũng đàn dịch cũng phát triển mạnh khỏe cũng cảm ơn hiện nay tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp và đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mầm bệnh tồn tại trong môi trường chiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên gia cầm trong những tháng cuối năm là rất cao vì vậy việc triển khai tiêu chuẩn đợt này nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia cầm có khả năng đề kháng với các bệnh truyền nhiễm